Xin chào các bạn đang xem video của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm một bức ảnh nghệ thuật bằng ứng dụng PicsArt nha. Ảnh này thì mình nghĩ là có thể sử dụng được với nhiều mục đích, nhưng mà mình nghĩ là ảnh để làm ảnh đại diện thì khá là đẹp luôn đấy. Đầu tiên thì các bạn chọn bức ảnh cần chỉnh sửa rồi cắt xén hình ảnh là hình vuông nha. Thế là mình để ảnh đại diện thôi, còn các bạn có thể tùy. Sau đó vào điều chỉnh, các bạn tăng độ gương phản lên một chút và độ bão hòa các bạn giảm mắc để cho ảnh thành hình ảnh đen trắng. Mình sẽ để thay đổi kích cỡ của ảnh này là 1000 cho dễ chỉnh sửa nha. Cho vừa với cái bút của mình thôi. Sau đó thì các bạn vào phần bên dưới, các bạn chọn công cụ vẽ ở phần lớp ở bên này. Ở chỗ bình thường này bạn nhấn vào đó thì nó sẽ bạn chọn nhiều lớp. Ở bên màu sắc, các bạn chọn cho mình bút là màu trắng. Bút thì các bạn chọn cho mình cái bút đầu tiên, kích cỡ của bút là 2. Sau đó thì các bạn vẽ loằng ngoằng vào khi nào hiện ảnh ra là được. Tuy nhiên thì cũng không nên vẽ dày đặc quá. Có nghĩa là nếu bạn vẽ nhiều quá thì nó sẽ không có nét. Các bạn chỉ vẽ vừa vừa thôi, và những phần tập trung chủ yếu là phần mặt, phần tóc. Sau đó thì các bạn bấm dấu tích lưu lại cho mình nha. Thì bạn sẽ được một cái ảnh như này. Sau đó ở phần bên dưới các bạn chọn công cụ ở bên dưới, bạn chọn là thêm ảnh. Các bạn tìm cho mình một cái bức ảnh mà có màu trắng. Các bạn cắt xén cái phần màu trắng ở trong ảnh này luôn. Rồi cho cái màu trắng này nó phun ra cái màn hình này luôn. Ở phần công cụ bên dưới các bạn chọn hòa trộn, rồi chọn cái làm tối nha. Rồi bấm dấu tích lưu lại thì bạn sẽ có một cái như này. Rồi thì các bạn vào vẽ, tiếp tục vào công cụ vẽ ở bên dưới. Sau đó thì các bạn chọn cho mình ở cái bút nha. Các bạn chọn cho mình cái bút bút này. Các bạn để kích cỡ cho mình là 7. Đặt nha. Sau đó thì các bạn di chuyển xuống góc bên phải bên dưới này. Các bạn ký cho mình một cái tên hay là ký một cái gì đó thì nhìn ảnh sẽ đẹp hơn nha. Như này. Sau đó bấm dấu tích lưu lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay là có sử dụng đến thì cho mình xin một like, một share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.